Đây, bác muốn ghép đôi mà ông cụ nào 60 tuổi. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ở đây có cụ nào 60 tuổi không ạ? Nó ở cái tầm chất. Bác gái ở đây đang muốn ghép đôi ạ. Có cụ nào 60 tuổi không ạ? Cụ nào về đây đi, mời mời cụ nào về đây nhỉ. Có bao nhiêu tiền, nhà mình không thiếu gì tiền. Không lên được luôn. Tụi quân, kéo quân lên. Kéo quân lên được chưa? Rồi, lên lại nào. Xe lỡ này là việc Qubit đây. Và hiện nay tôi đang có mặt tại phố đi bộ Hà Nội. Ngày hôm qua thì thời tiết nó chỉ có 11 độ thôi, nhưng ngày hôm nay bắt đầu xuống dần còn 9 độ rồi. Các bạn nghe thấy cái giọng của tôi nó còn lạc đi bởi vì quá lạnh, thời tiết cực kỳ lạnh. Nhưng mà không sao cả, tất cả vẫn được ấm lên bởi vì là cái vòng tròn này này. Mọi người vẫn đang độc thân nên là mình phải đi tìm người ghép đôi để cuối tháng này đi chơi Giáng sinh nhở. Leo leo mấy thằng không có người yêu. Leo leo mấy thằng không có người yêu. Leo leo. Ok, 3, 2, 1, let's go. Ok, bắt đầu số ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ đi một vòng xem nào. Ai sẽ bạn nữ đầu tiên để vô nào. Ôi à. Ôi trời ơi. Đây, bác muốn ghép đôi mà ông cụ nào 60 tuổi. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ở đây có cụ nào 60 tuổi không ạ? Nó ở cái tầm chất. Bác gái ở đây đang muốn ghép đôi ạ. Có cụ nào 60 tuổi không ạ? Cụ nào về đây đi, mời mời cụ nào về đây nhỉ. Lỡ vâng một tí nữa nhé, cháu có tìm được cụ nào 60 tuổi, cháu mời cháu ghép với bác nhé. Như hai lửa trái tim. Nhưng mà tình hình là cháu thấy là tay bác đeo hơi nhiều vàng ấy, nhà mình làm công việc gì đấy. Bác vừa ra hàng mã xong. Ảo thật đấy. Hàng mã. Bác là hả? Bác là U50 hơn rồi. U50 hơn. Bây giờ bác muốn đi tìm một nửa trái tim. Một nửa trái tim. Rồi. Thế ví dụ như mà tầm khoảng độ 30 được không? Trai 30 được không? Thế thì tốt quá. Để làm con của bác càng okay. Thế là mình lại thành Sugar Mommy. Tình thương này. Đấy con ạ. Nó có nhiều tình lắm. Tình tang. Thế bây giờ bác đang tìm tình gì? Bác tìm tình nào cũng được. Tình tang, tình yêu, tình con. Con hiểu không? Rồi, để tí nữa tìm nhá bác nha. Tí nữa tìm được đã nhá. Ở đây toàn là các bạn trẻ thôi. Ok, ok. Thôi. Được không? Vào luôn. Vào luôn. Em tên là gì? Tôi chơi bao nhiêu? Em 276. What? Em 276. 206. Thật là vai trưởng. 206. 206. Đủ tuổi rồi, đủ tuổi rồi. Thế thôi đi vào đi. Nào, mời em. Đi vào thôi. Em đẹp. Mặc này không lạnh à? Đâu, xung quanh đông người có lạnh thôi. À, thế là... Anh có lạnh không? Anh rét. Em, mình phỏng vấn lại nhá. Em tên là gì? Em tên là Tuyết. Tuyết, tên gì bao nhiêu? 206 á. Đeo thể tin được thề với các bạn. Đến từ đâu? Hà Nội ạ. Hà Nội, ok. Thích một người như nào nào? Cao hơn em một tí. Cao hơn em một tí. Có nhan sắc một tí. Ok. À, tài chính là cái... quan trọng nhất. Vãi cả đái. Em ơi khó thế. Không thể kêu. Ở thù à? Khó dễ. Thế. Em tưởng dễ. Dễ ở ngoài thôi, nhưng mà trên phố đi bộ tìm như thế là cực khó đấy. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng tìm cho em. Nào thì bây giờ anh sẽ cầm loa lên và xem là có ai mà ghép đôi với em thì vào đây sau 3 giây đừng nếm nhá. Các bạn nam nghe kỹ nhá. Bạn này, bạn nữ chính tên là Tuyết, sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Sao mọi người? Alo. Sao mọi người có vẻ hốt hoảng ấy nhở? Có vẻ kiểu ồ lên rất to ấy. Thấy cháu nó lớn quá hay gì? Thấy các chú là mắt hầu hầu lắm rồi đấy. Nào chuẩn bị nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Sau 3 giây tiếng đếm, xin mời các bạn nam nào muốn ghép đôi với bạn Tuyết thì vào đây thật nhanh ạ. À. Ok, vào luôn đi, nào. Vào luôn. Vào luôn, nhanh lên. Đi vào đây luôn. Đi vào đây. Đấy, đứng ở đây chờ một tí. Rồi còn ai nữa không nào? Nhanh lên còn ai nữa không? Ai nữa không nào? Anh đi đâu em đi theo đấy nha. Rồi em sẽ được đi một vòng và chọn người. Em đi trước anh đi. Ai ra người thứ hai đây rồi. Ai nữa nào?
Ôi bạn ơi. Chào cậu. Em chào ai? Em chào ai? Thế hôm nay em vẫn đi ghép đôi đúng không? Dạ hôm nay em đi ghép đôi. Ảo thật đấy. Xác định ghép không? Xác định ghép. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Vào luôn, lên. Rồi tiêm luôn. Ok. Đấy. Dừng chơi đấy. Sao hôm nay em lại lên phố ghép đôi? À em lâu lắm rồi em chưa lên, chắc khoảng 2-3 tháng rồi đấy. Em toàn ở nhà suốt anh ạ. Nên là hôm nay em mới lên. Em toàn ở nhà chơi game, chơi Audition, Obit, O2 anh ạ. Là cái game mà anh hay giới thiệu đúng không? O2, Obit đúng không? Đúng rồi, em lên đấy tán gái. Nhìn như này mà đời nhảy ao với mình. Là cái game mà anh hay giới thiệu đúng không? O2, Obit đúng không? Đúng rồi, em lên đấy tán gái suốt, em chơi cùng gái suốt mà. Nhưng mà em thấy hôm nay là lên thực tế luôn, lên kiếm. Em dạo này mùa đông cô đơn lắm anh ạ. Đã kiếm người yêu luôn. Em đi chơi anh đi, em thích ai là em cứ mời mà, mời nhiệt tình mà. Đâu, ông nào? Ai đã? Vào luôn. Cả trâu cả nghề luôn. Thật là tuyệt vời. Ủa gì đó? Tao là ai? Đâu là đấy? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Đi tiếp đi em. Đấy. Hết chưa nào? Rồi xin mời các bạn đứng ở đây nào. Rồi. Chốt nhá. Nào bây giờ mình giới thiệu đôi chút về bản thân nhá. Dạ. Tên, tuổi và quê. Em tên Hải, quê Thái Bình. Sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 98 ạ. 98, con mấy tuổi đấy ạ? Con em mới được 6 tháng. Ôi giời ơi. Mẹ của bé đâu anh? Em là sinh ở bố. À sinh ở bố. Trời ơi, đáng yêu quá. Chi. Ôi, thử bế xem nó theo không. Xem chứ. Nó khóc ấy. Em bế trẻ con nó khóc á? Thì thử bế đi. Đâu nó đồng ý thì sao? Bế thử cái em nào. Đấy. Yêu nhờ, trộm vía ra đấy. Trộm vía đấy. Mọi người đấy ok không? Quá ok rồi, mấy ông đi về đi. Đó là của tôi. Rất là có duyên luôn đấy. Ok thôi được rồi, trả bé đi nào. Mình tiếp tục với bạn nam tiếp theo nào. Anh giới thiệu, anh tên Thuận, 203, anh ở Điện Biên. Ok, tiếp tục luôn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Thắng, mình 202. Mình người ở Trương Mỹ, Hà Nội. Cũng ở Hà Nội luôn. Xem bao nhiêu nhỉ? 202 đúng không? 202. Ok em, tiếp tục nào. Anh tên An, anh 201, anh ở Hà Nội. Anh tên Trọng, anh 22 tuổi, anh ở Vinh City. Vinh City. Mình tên Tuyến, mình 203, mình ở Thanh Hóa. Tuyến 203 ở Thanh Hóa, ok. Chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Đấy là gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính, hoặc bằng một hành động, hoặc bằng một tài năng của các bạn. Ok, sẽ bắt đầu từ ông bố một con nữa nhá. Sinh của bố đúng không? Em thì lên đây thì nói thật là em có mấy câu thì tặng em thôi. Đất Thái Bình đầy nắng và gió, cha Thái Bình vừa chịu khó vừa ngoan, nếu một mai con anh cần mẹ nữa, em có đồng ý về với anh không? chặt tật đấy. Rồi ok tiếp tục luôn. Bạn có biết bạn này không? Có. Là anh hay lướt TikTok thấy. Lướt TikTok. Có biết nhau rồi đúng không? Dạ em không biết ạ. Vô tình em thấy bạn ấy xinh em vào thôi đúng không? Em cái hợp gu em lên. Hợp gu em lên. Thế là em lên đây bao nhiêu lần rồi? Chắc chục lần thôi anh ạ. Chục. Ghét đấy người. Ôi chốt lần liên tục này. Nào ok tiếp theo nào. Anh không biết thả thính đâu nhưng mà nhà anh nhiều tiền, cầm cái tảng đập vào mặt em à? Nhà anh nhiều tiền. Có ghế chưa? Ghế chưa? 17cm nhanh, tốt thế. Ôi trời ơi, đâu nhỉ? Lấy cái gì đây? Tôi đừng rút tiền nha. Đây. Ôi trời ơi. Vãi cả đái. Nhà anh không thiếu tiền. Nhưng mà được bao nhiêu tiền?
Được bao nhiêu đây? 16.000. Tí em đi ăn mì tôm à. Tao lấy mày. 16.000. Thế thì ai ăn? Có mời bạn ý đi ăn mì tôm được không? Tí đi ăn mì tôm của anh nhá. Đưa mình đi. Hiểu kiểu gì? Ok, tiêu tèo luôn. Không cầm được hơi mất giá. Em chỉ biết hành động mà. Em hành động thôi. Làm gì em làm đi, đưa đây anh cầm cho em không cần nói. Ông đang làm mất thời gian chương trình đấy. Đây này anh ơi, làm cái trái tim như này này. Đấy. Ok rồi, tiếp tục nào. Thật sự thì anh luôn chỉ muốn được thấy tiết cười, bởi vì nụ cười em làm anh sạt lở. Thôi, mày đừng có bốc quét. À, bây giờ tôi hiểu hơn tí rồi đấy, tiếp tục rồi. À, anh không thích em như bao cô gái khác, anh chỉ si mê em. Anh không thích em, anh chỉ si mê em. Thôi được rồi, táo quá đi. Rồi, tiếp nào. Em hành động thì anh. Ok, hành động đi nào. Rồi, một cái sự bắt tay nó chấp nhoáng như này là không tạo được ấn tượng rồi nhá. Xin mời tất cả các bạn nam là sau quay. Rồi, sau 3 giây thực đếm của anh, nếu như em đồng ý chọn ai thì hãy chọn giúp anh hai bạn và chạy đến và chạm vào người đó nhá. Bắt đầu. Ok, cảm ơn các bạn nam còn lại rất nhiều ạ. Cho hỏi là người nhà ở đây là ông mua chuộc hay là người nhà thật đấy mà đông người cổ vũ ấy? Chắc người nhà thật. À, toàn người nhà thật luôn hả? Còn các cô dì chú bác ở đây luôn. Chặt đấy. Bác là bác. À, bác là bác. Ok. Đây rồi. Đây là gì? Đây là mẹ ạ. À, không nhận thức em. À, đây là bác. À, vâng. Cái gì ạ? Đón dâu luôn. Nếu mà thành công là đón dâu luôn em ạ. Ảo thật đấy. Cho bao nhiêu tiền? Đi cha ạ. Cho bao nhiêu tiền nhờ? Cho cả một trái tim, cả một cuộc đời. Thật là tuyệt vời. Cho cuộc đời. Không thiếu gì đi. Chặt quá rồi. Này nhà em có đòi đọc dâu luôn kìa. Sợ. Em bị sợ. Em không bị sợ đâu, nhà anh hiền lắm. Hiền như nào? Hiền. Quay ra đài. Một cái thẻ ở Pháp để con. Ở Pháp để con sử dụng khi bạn gái con đồng ý. Quá tuyệt vời. Một cái thẻ ở ngân hàng ở Pháp. Nhà. Đâu, kiểm tra anh check em rồi đúng không? Chuẩn tiếng Pháp rồi. Ok. Là quen tìm hiểu đi. Em em thấy ra thế nhanh rồi đấy. Lâu lâu đấy. Thực ra thì anh không có gì cả. Nhưng mà anh chỉ cần. Chỉ cần em thôi. Ui. Chỉ cần em thôi. Là gia đình anh lo hết. Đúng. Anh chia tay người yêu bao lâu rồi? Anh á? Cũng khá lâu rồi, phải tầm hơn 5 rồi người ấy. Lâu lắm anh không chơi yêu đâu. Này kia, các bác đang bảo là mẹ ơi vào nhận dâu kìa. Em mới 16 tuổi thôi, lịch nhà em dài lắm, anh có đợi được em không? Em có muốn hay không thôi, không chắc anh chờ thì đơn giản. Bạn mình tin rồi. Ok. Thời gian không phải vấn đề. Tiếp luôn. Em bao nhiêu người yêu cũ rồi? Đi không hết à? Cả một bàn tay hay là cái đốt con tay? Cả hai bàn. Hơi nhiều một tí nhưng mà yêu thật lòng thì 4 người. 4 người à? Thật là vãi chưởng. Hết giờ rồi, đổi sang bên này. Nào, tiếp tục em ơi. Đổi sang bên này. Ừ, ok. Sao hôm nay em lại lên phố ghép đôi? À, em lâu lắm rồi em chưa lên, chắc khoảng 2-3 tháng rồi đấy. Em dạo này kiểu mê cái game mà Audition ấy, Out 2, Out Best ấy anh. Cái game mà nhảy thì đúng không? Ờ, đúng rồi. Nhiều trang phục ấy hả? Đúng. Em có chơi game đấy không? Có chứ, em có chơi nhưng mà giờ không chơi mấy. Lý do? Ok. Kiểu bận làm ấy ạ, à, với cả học nữa nên là bận làm, không có thời gian thì vẫn phải chơi chứ kìa. Bắt đầu này chơi lại. Ok, đấy, có người chơi cùng rồi là phải chơi lại ngay. À, kiếm với bạn chơi game cùng xong là kiếm cái chăn 37 độ. Chăn 37 độ. Đúng. Hay đấy.
Vâng, thật ra thế tí ra về chơi cùng anh luôn nhá. Nick anh là gì? Nick anh là Kelly. Kelly. Đúng không? Kelly Sad Boy. Kelly Sad Boy. Anh em là gì? Slow Baby 271. Cái gì? Slow Baby 271. Slow nha. Snow à, Tuyết à? Đúng. À, tên ở Việt Nam thì tên là Tuyết nhưng mà tên nước ngoài của em là Snow. Em ở Ocean Park luôn à? Vâng. Em ở tòa bao nhiêu? R102. Anh ở S215 có gì hôm nào? Tối nay cũng được. Mình giao lưu. Giao lưu cái gì? Thôi. Giao lưu game thôi anh ạ. Giao lưu hai người anh ạ. Giao lưu hai người. Đúng rồi. Chơi game gì? Ao hai ao bit audition anh ạ. Em bao nhiêu người yêu cũ rồi? Tại câu hỏi này em nhiều lắm nhưng mà yêu thật lòng thì 4 người. À. Thế gọi là mập mờ. Trên dưới mà nhầm gian xíu xíu mập mờ. Đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu. Ảo thật đấy. Còn anh thì sao? Nghe nói anh chưa quên được cô ấy à? Tình trường của anh bấp bênh lắm nên là chắc chắn quên được. À chắc chắn quên được, chắc không? Chắc bao nhiêu phần trăm? Chắc, nhưng mà bọn em vẫn bạn mà. Vẫn là bạn. Vâng. Nhưng mà ở trên tình bạn ở dưới tình yêu. Đúng rồi. Ôi thôi xong rồi, đi tán gái mà trên tình bạn ở dưới tình yêu là xong rồi ông ơi. Nhưng mà em nghĩ thế nào về cái việc mà vẫn làm bạn với người yêu cũ? Cũng bình thường ạ, à. Không đi quá giới hạn là được. Không đi quá giới hạn. Như nào đối với em là đi quá giới hạn? Kiểu nhưng mà đi quá giới hạn sao em biết được? What the hell? Đúng không? Là trời. Hồi toàn mặt. Không gì nói nữa rồi. Ok, quay về đây nào. Em đứng vào giữa đi cưng. Rồi bây giờ chúng ta đã đến với một phần rất là hấp dẫn. Đây là thể lực. Bắt buộc là ai cũng phải test thể lực thôi. Sao em gầy thế? Em gầy lắm. Em gầy thật đấy. Ủa, nhưng mà thế thì vẫn phải test thể lực thôi để người ta xem sức khỏe thế nào đấy, đúng không em? Đúng. Ông này có gầy không? Cho tôi xem cái tay luôn đi mà. Tay bình thường. Đủ. Đây là gì? Đủ để làm gì đúng không? Em, bây giờ sẽ phải test thể lực có tương tác với em. Anh em nói một câu á. Gầy là thầy tất cả. Quá chuẩn luôn. À. Nào, em có gợi ý về thể lực gì cho anh không? Bây giờ hai bạn nam bọn tụi tí đi xem ai thực hiện trước, thua thực hiện trước. Anh cầm hộ em phát. Cái gì đây, cầm những cái gì đây? Một con 14 Pro Max đúng không? Không, 14 em. 13. Thôi, một con 13. Hai con 13 và một con 14. Rồi nha. Là cái con mà mạ vàng khắc tên em ấy hả? Vãi đái. Em ạ, bên này là có thể visa bác, visa bên Pháp nhá. Còn bên này thì là iPhone 14 tắt tay nhá. Em suy nghĩ kỹ vào. 14 Pro Max trị giá 200 củ mạ vàng. Mình kinh cơ. Còn bên này thì là Napas Pháp đúng không ạ? Có thể là một tiếng Pháp đúng không em? Trời ơi, dễ chưa? Ok. Lấy cái dễ chưa? Dễ chưa? Một cái còn dài, còn một cái đắp tắt tay bây giờ. Nếu như mà bây giờ mà thành đôi em sẽ tặng bạn nữ cái gì? Anh sẽ tặng em một trái tim chân thành. Thế nếu như mà hôm nay thành đôi thì bạn nam bên này sẽ tặng cái gì nhỉ? Ở đây có tất cả những thứ mà em cần. Ngoài ra anh sẽ tặng em những bộ đồ trong game nữa. Mê game. Nghe xong à gái luôn mê game. Ra gì đấy. Ok rồi, bây giờ mời Kelly thực hiện trước nào. Bế đi một vòng. Bê được. Bắt đầu. Ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Đi, ui, cái gì đây ngã. Em bế xong xong rồi. Không lên được luôn. Bọn em thì tụt quần. Kéo quần lên. Kéo quần lên được chưa? Rồi, lên lại nào. Kelly bị tụt quần nữa không ạ? Từ từ bình tĩnh. 2, 3, bắt đầu. Rồi, đi vòng đi. Ok. Rồi. Một sự rất cố gắng rồi. Nào tiếp theo là bạn nam 2K1 nào.
Nào một anh Pháp còn một anh Ocean Bắc nào. Ok. Đi tiếp nào. Hết giờ rồi, ok. Thế bạn giữa nào em ơi. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho bạn nữ đáp trả tình cảm với hai bạn nam bằng một hành động bất kỳ. Xem bạn nam bên này trước nhá. Ừ, hành động gì cũng được tùy em. Ôm nắm tay tùy. Nắm đi nào. Thôi mà, ừ. Cái ly kìa, quay lại. Ok, đã xuất mà. À, rồi. Với bạn nào còn lại, với bạn nào còn lại nào? Ok, rồi nắm tay cả hai bạn vào nào. Nắm tay cả hai bạn vào. Mọi người cổ vũ nhá. Ai cổ vũ? Trai Điện Biên. Trai Điện Biên, ok rồi. Giải pháp về Giai Điện Biên nào, ai cổ vũ cho Giai Điện Biên thì vỗ tay ạ. À. Ai cổ vũ cho Giai Pháp thì vỗ tay. Quyết định nằm ở bạn nữ này. Sau 3 giây tiếng đếm của anh, em chọn ai thì giơ tay người đó lên thật nhanh nhá. 3, 2, 1, xin mời câu trả lời từ bạn nữ. Nên là em sợ hả? Em sợ là bạn ấy chờ em là chờ lịch luôn à? Ông không muốn nói gì với bạn nữ không nào? Em không thành đôi thì mình đánh thôi. Ok, thế trả thẻ thôi. Thế phải trả thẻ cho cô, cho bác thôi. Rồi, ok, tạm biệt nhau, cái bắt tay nào. Rồi. À, chúc em hạnh phúc bên Ocean Park kìa. Nào, tao đi về với nhà nào. Trả thẻ chưa bác? Bác trả thẻ chưa bác? Có bác thì có bác không hết đây à? Đi người khác. Bác không hết đây à? Ok, rồi. Về bên đây và bây giờ tôi sẽ ghép đôi cho hai bạn này nhá. Lý do tại sao em lại không chọn bạn Pháp rồi em lại chọn bạn Điện Biên? Không phải, mà tại Kenny là ở cùng khu của em. Nên là nếu mà tìm hiểu nhau thì nó sẽ dễ hơn. Quá chuẩn luôn. Ở gần hơn đúng không? À, tại sao lý do là em chọn anh? Vì em thấy anh khác những người khác. Khác ở điều gì? Mặc đồ rất đẹp nhưng đi tông Lào. Lý do tại sao hôm nay đi đôi dép tông Lào lên đây? Em nghèo quá, em mà không có tiền mua giày. Thôi, mày đừng có bốc phét. Trời lạnh à em. Ôi, tốt quần. Em mặc đúng một áo rồi. Thế là mặc mỗi một áo lên đúng đây, rồi. Xong rồi đi đôi dép Lào. Em bây giờ đang lạnh lắm, kiểu chàng trai nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn này. Giữa mùa đông cô đơn này. Giữa trời đông. Ok, tiếp luôn, tìm hiểu đi. Thế giờ anh với cô ấy như nào rồi? Vẫn bình thường thôi em ạ. Chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè bình thường thì ở mức độ nào ạ? Mức độ bạn bè thôi. Em cảm thấy không an toàn thế nào ấy. Người ta bảo là không an toàn. Nhưng mà bạn bè ở mức độ như nào thì phải phân tích ra. Không, nhưng mà thật ra anh ngây thơ lắm. Nhìn mặt anh ngây thơ. Lừa rồi, thề. Ngây thơ vô số tội đúng không? Bây giờ anh không đi đâu chơi đâu, anh lên phố anh không lên đâu, anh toàn ở nhà chơi game. Dạo này, hôm nay là lạnh quá nên lên đây kiếm người yêu. Đúng rồi, người ta lạnh người ta trong nhà, ông lạnh quá ông ra đường. Dạ. Bởi vì lạnh quá nên mới ra đường để kiếm người yêu đúng không? Rồi. Cái chăn 37 độ đây đúng không? Đúng rồi. Không, người em âm. Người em là còn âm độ à? Đúng rồi, tay em, người em lạnh á. Nắm tay thử xem có lạnh không? Bù. Nắm thử xem mà. Ồ. Cái gì? Ô kìa. Giống nhau nè, xăm cùng ngón nè. Em là mặt cắm sừng, còn bạn này mặt cười đúng không? Nhưng mà nó cũng là giống nhau, là cùng một cái vị trí xăm đúng không? Đây bị cắm sừng nên em cười ấy, kiểu vậy. À quá, tệ thật đấy. Tệ nhá. Anh sorry, anh hơi cổ xuyên thì nha, anh vừa phải anh nha. Thế sao em cứ hỏi nhiều về người yêu cũ anh thế nhỉ?
tại em thấy trên TikTok ấy nó vẫn nổi mà, nổi mấy cái video cũ các thứ với cả nhiều bạn ghép cặp các thứ nữa. Nên là em mới không nghĩ là anh ấy chia tay người yêu rồi. Nhưng mà anh nghĩ là cái tâm lý đấy nó đúng thôi. Tại vì là nếu như mà đến với em ấy thì bạn ấy cũng rất là sợ fan của em xem được rồi nói, đúng không? À. Sẽ có những cái từ sát thương. Em nghĩ sao về vấn đề đấy? Em nghĩ thì thời gian sẽ trả lời tất cả ấy. Cái gì đến nó sẽ đến, còn cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Nhưng mà hôm nay bạn nữ bạn em á, có biết là em lên ghép đôi không? Dạ không. Không em biết. Vâng, em tự lên thôi ạ. Em ơi, nhưng mà em có theo dõi và follow bạn ấy không? Thì ra thì em cũng có follow YouTube của anh, nhưng dạo này không thấy anh ra clip nhiều ấy, không biết dạo này anh làm gì. Dạo này anh mải mê đam mê chơi game em ạ. Cứ sáng mở mắt dậy là nhảy thôi. Nhảy? Dạ. Nhảy cái gì? À, nhảy Âu. Âu 2 với cả Âu Beat. Audition. Làm sáng mở mắt ra nhảy Âu 2. Trưa đến ăn cơm xong nhảy Âu Beat. Đúng rồi. Tối đấy tắm rửa cái xong lại Audition. Ông lại đủ 3 buổi, ông ăn cơm đi 3 bữa luôn ấy. Nhưng bây giờ em có biết nhảy không? Có. Nhảy anh coi một cái. Nhảy cho anh coi một vài cái. Thôi. Nhảy thử đi xem nào. Thử đi, thử tí đi. Lạnh á. Lạnh cái gì chứ, nhảy nó nóng người mà em. Thôi không nhảy ở đây đâu, về lên game nhảy sau. Ok không? Ok luôn anh. Chốt, hết giờ rồi. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương thì hãy quay mặt lại, và nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây, bắt đầu. 10. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi em trong người này, lại ngần hôm nay. Khi con tim không biết chuyện. 1, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Ok. Rồi xin mời hai bạn quay trở lại đây nào. Quay trở lại đây nào, quay trở lại đây nào. Kelly, quay trở lại đây nào. Sao thế? Lý do bạn nữ bạn ý đã quay đầu lại ngay sau khi anh đếm luôn ấy, để xem em có quay lại không, nhưng thấy em không quay lại, bạn đi thẳng luôn. Em kiểu bị ngại về xin Facebook sau xong à. Tìm hiểu sau hả? Tìm hiểu sau ạ. Em sao, em có đồng ý không? Em sao cũng được mà. Sao cũng được mà mặt buồn thế? Em có buồn đâu. Nhìn buồn lắm, buồn cười em ạ. Ok, thôi mình tạm biệt nhau cái bắt tay nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại hai bạn. Cảm ơn hai bạn vì đã tham gia chương trình. Rồi, chúng ta sẽ ghép số tiếp theo thôi. Rồi. Tại sao em lại không quay lại với bạn nữ? Em nghĩ là cái gì thuộc về mình sẽ thuộc về mình anh ạ. Còn là tí bọn em xin Facebook nhau xong về có thể tán tỉnh nhau sau cũng được. Điều này là chưa quên người cũ rồi, nghe cái mùi này sực nức lắm, đúng không? Dạ. Nghiêm túc thế luôn, dạ luôn. Ok, thôi em ạ. Đôi khi là khi mình gặp được một người ấy, mình cảm thấy rằng là người đấy chưa có những cái ấn tượng, chưa có đủ duyên để mình tiến tới. Và chưa đủ để mà đánh bóng đi cái bóng cũ thì không sao hết. Rồi, cảm ơn Kelly đã tham gia. Bye bye, xin chào em. Bye bye. Các bạn có thấy không? Đấy, chơi game ngoài Out 2, Out Beat Audition ra mà nếu như chưa ghép đôi thành công ở trên đấy. Đừng quên tham gia cộng đồng vũ trụ Out, nơi tụ các game âm nhạc hẹn hò thời trang số 1 Việt Nam. Tải ngay game Audition trên PC, tải Out 2, Out Beat trên Google Play và App Store để cùng kết đôi nhảy Out thả thính dính người yêu nha. Còn bây giờ thì xin chào bạn, hẹn gặp lại. Bye.